Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở lại phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương và 4 bị cáo liên quan tới vụ tai biến chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, làm 8 người chết, một bệnh nhân tử vong sau 1 năm điều trị. Điều đáng chú ý là thay vì kêu oan như trước, bác sĩ Hoàng Công Lương đã nhận tội và xin được giảm án. Được biết, tại phiên tòa lần này, bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn từ chối 9 luật sư đã bảo chữa cho mình tại phiên sơ thẩm hồi tháng 2 và chỉ mời một luật sư bảo chữa. Trong phiên phúc thẩm, Hoàng Công Lương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt thay vì kêu oan như trong các phiên xử trước. Về lý do từ chối luật sư, Hoàng Công Lương cho hay do một số luật sư có việc bận, trong khi tính chất, mức độ của vụ án này cũng không cần thiết có nhiều luật sư, chỉ cần có một luật sư là có thể giải quyết được. Trước đó, tại bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình tuyên phạt Hoàng Công Lương 42 tháng tù do phạm tội vô ý làm chết người. Cùng tội danh, Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty Trâm Anh bị phạt 54 tháng tù và 5 bị cáo là cựu lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lĩnh án từ 30 đến 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.